Rất tiếc vừa rồi Henrio cánh phải cực kỳ trống trải, nhưng Henrio đã không thể quan sát thấy. Nguy hiểm! Đã có bàn thắng mở tỷ số cho các thủ tốt bên này mình, và người ghi bàn là Rafaelson. Một tình huống tấn công rất hay của đội chủ nhà. Rafaelson có được bàn thắng thứ 6 ở mùa giải này với 5 bàn thắng ở V-League, và đây là bàn thắng đầu tiên ở cúp quốc gia. Nụ cười rất tươi, một trong những bàn thắng tương đối dễ dàng, nhưng nó cũng cho thấy được khả năng tấn công biên tốt của Bình Định, quả tạt chất lượng của Đỗ Thành Thịnh, và người đã băng vào tiếp ứng là Hồ Tấn Tài. Ý đồ sử dụng đội hình 3-4-1-2 với hai cầu thủ có khả năng tham gia tấn công tốt của huấn luyện Đức Thắng đã mang lại hiệu quả có thể nói là tuyệt vời, quả tạt rất chất lượng của Đỗ Thành Thịnh và nỗ lực tiếp bóng tuyệt vời của Hồ Tấn Tài đã mở ra một cơ hội rõ ràng dành cho Ravenson. Và số 9 của Top Bình Định cũng đã cho thấy được bản năng săn bàn với một tình huống dứt điểm cận thành rất nhanh, nhưng số 9 của Top Bình Định vẫn quyết định 2-0 2-0 một cách dễ dàng cho Top Bình Định, và Ravenson đã ghi bàn. Cú đúp của tiền đạo người Brazil cho Top Bình Định ở trận đấu. Thời gian khó khăn nhất đó là quãng thời gian giữa hiệp 1 đã qua đi với sự xuất sắc của Đặng Văn Lâm. Và bây giờ ở tuyến trên, Rafaelson đang tỏa sáng để giúp cho Top Bình Định hướng đến trận chung kết cúp quốc gia mùa giải 2022. Một tình huống phối hợp quá hay của Đỗ Văn Thuận và Rafaelson. Thuận thì đã đặt chèo bóng vào một vị trí vô cùng thuận lợi ở V-League với 62 bàn thắng. Henrio, Ravenson không có việt vị, và Ravenson đã lần thứ 3 thực hiện tình huống dứt điểm làm tung lưới khung thành của thủ môn Thanh Diệp. Chúng ta vừa được xem lại tình huống phối hợp giữa Henrio và